cam niềng đùm cho một em trai đi xe nít. Niềng này là niềng trước 1.4 nha, niềng 1.6. Thì vỏ ruột là vỏ ruột camel Thái nè. Cam là cam Nova nè. Niềng là niềng Excel. Nè, Excel. Và đùm là đùm mã rơm Thái luôn ha. Đây anh em xem. Thì để trước mình sẽ lên để X1G chính hãng và ốc Salaya. Và để sau thì mình cũng lên để X1G cho em trai luôn. Đây. Đây. Thì để trước này mình lên X1G luôn thì lên một cái đùm mình lên một cái bộ bát xin phi này nữa ha. Mình lên đĩa. Cái thông số của Sonic á, mình lên bánh á, nhiều anh em hỏi á, là lên bánh bao nhiêu thì được. Thì có hai thông số để cho anh em lựa chọn. Một là 60-70. Còn hai là 70-80 nha. Đây. Ok. Mình lên ốc Salaya cho em trai. Thì cái này là mình chỉ lên cho nó thành hình trước thôi. Còn khi mà lắp lên xe thì những ốc đĩa này nè, mình nên đi keo. Đi keo lại hết, bắt cho nó có sự an toàn. Bây giờ mình chỉ á vô trước để cho nó thành hình để mà giao cho khách thôi. Một cái bộ mà bánh full như thế này nhiều anh em hỏi thắc mắc là giá nó tầm bao nhiêu. Thì nói chung là cái hàng đồ chơi này nó có giá sẵn hết rồi. Như bộ câm mà Nova của Thái á, chính hãng thì nó tầm vẫn 800 đến 850. Niềng Excel thì nó 1.380. Vỏ ruột camel thì tầm khoảng 600. Rồi đĩa và ốc. Đấy, thì gác full một cái bộ bánh luôn, công cán rồi kia lắm hết, đóng đạn canh đóng chỉ rồi kia hết luôn á. Thì nó trên 4 triệu cho một cái bộ như thế này. Rồi anh em đi Sonic Sachi Rider cứ xuống bánh căm. Đó, thì xem đây là một cái bài lên xuống bánh tham khảo ha, hàng chất lượng. Niềng Excel thì anh em chắc chia xe ai cũng biết rồi, cầm Nova thì đúng chuẩn thương hiệu rồi. Đó, đĩa EFI X1G chính hãng luôn. Rồi đùm thì đây anh em xem, đùm phay mạ rơm Thái. Đó, lên rất là chuẩn nét ha. Lên một bộ bánh như vậy thì đi xe là cực kỳ là ngon lành luôn. Rồi ok.